đây đang diễn ra một khóa học tổng quan xuất nhập khẩu dành cho trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì để biết được khóa học này có gì đặc biệt và thú vị thì các bạn hãy cùng theo chân mình đi tìm hiểu nó nhé. Chúng ta bơm đúng thì đủ lực và hai cái thùng hàng chúng ta nó sẽ chạy dạt ra hai bên áp vào tường. Và tiếp theo sau đây sẽ là một bạn sinh viên nữ khác của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Bạn cho mình biết tên. Chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Cao Lan Chi, em là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau cái khóa học ngắn hạn về tổng quan nhập khẩu cho tất cả các SPC tổ chức thì bạn cảm thấy đó như thế nào? Đây là một khóa học rất là thú vị và bổ ích. Cảm ơn tất cả các SPC đã cho bọn em có một khoảng thời gian thật là một cái thời gian kiếm khi được đây giao mắt. Vậy có điều gì động lại bạn hay là khiến bạn đặc biệt thích thú khi mà bạn học cái khóa học này không ạ? Dạ, khóa học này thì mang lại cho em rất nhiều điều bổ ích, là lần đầu tiên bọn em được đến tham quan cảng. Nếu như bạn có một cơ hội để được học tiếp một khóa học hay là nhiều khóa học do tình cảm suy nghĩ mình tổ chức đó thì bạn sẽ đăng ký nhất.